sinh. An toàn giao thông luôn là niềm vui của mọi nhà, nhưng trên thực tế tình hình giao thông hiện nay rất phức tạp. Mỗi năm có hàng trăm ngàn tai nạn giao thông với hàng chục người tử nạn. Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chọn năm 2012 là năm an toàn giao thông. Theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, được sự ủy nhiệm của Ban giám hiệu, tôi xin thay mặt đoàn trường phát động phong trào thi đua năm học 2012-2013 của trường Đinh Tiên Lý gồm hai nội dung chính: một, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường, quý vị phụ huynh và các em học sinh tiếp tục thực hiện tốt năm an toàn giao thông 2012 với các nội dung như sau: một, ban an toàn giao thông nhà trường kết hợp với phụ huynh học sinh ký cam kết giáo dục con em thực hiện nghiêm túc luật giao thông; hai, kết hợp với phòng cảnh sát giao thông quận 7 tổ chức hướng dẫn luật giao thông cho học sinh. Điều này đã thực hiện năm học 2011-2012 và tiếp tục trong năm này. 3. Kết hợp với bảo vệ Phú Mỹ Hưng, Nam Sài Gòn phân luồng giao thông trước cổng trường khi học sinh ra về và đến trường. 4. Bộ môn giáo dục công dân tiếp tục hướng dẫn luật giao thông và văn hóa giao thông trong tiết học để nâng cao ý thức giao thông. 5. Phòng quản lý học sinh kết hợp với giáo viên chủ nhiệm vận động phụ huynh học sinh đưa con em đến trường an toàn, không đội nón bảo hiểm kém chất lượng, không giao xe máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi. 6. Nghiêm cấm học sinh không có giấy phép lái xe điều khiển xe máy đến trường. 7. Vận động học sinh tham gia giao thông bằng các phương tiện công cộng. 8. Tham gia các cuộc thi về an toàn giao thông do các đơn vị tổ chức cuộc thi tìm hiểu luật giao thông, thi sáng tác poster cổ vũ luật giao thông và văn hóa giao thông. Tiết chào cờ sẽ nhắc nhở học sinh vi phạm và có hình thức kỷ luật đối với học sinh vi phạm luật giao thông. 9. Đối với cán bộ công nhân viên, công đoàn trường vận động công nhân viên không lái xe khi có rượu bia và tôn trọng luật giao thông khi tham gia giao thông. Toàn thể cán bộ, công nhân viên, giáo viên, học sinh trường Đinh Tiên Lý năm học 2012-2013 quyết tâm thực hiện nghiêm túc, không có trường hợp vi phạm luật giao thông và góp phần nâng cao ý thức giao thông. 2. Phát động chương trình quyên góp một trường học cho học sinh trường Sa. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các em, Trường Sa là quần đảo địa đầu nằm ở cực đông của tổ quốc trên biển. Trường Sa gắn liền với đời sống của toàn dân Việt Nam. Bảo vệ Trường Sa không chỉ là trách nhiệm của lực lượng vũ trang mà là của toàn dân tộc nhằm khẳng định chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, đất liền và biển đảo. Chính vì vai trò quan trọng của Trường Sa trong mối toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, vai trò của những cán bộ chiến sĩ đã ngày đêm bảo vệ chủ quyền từng hòn đảo, những cán bộ công nhân viên chấp nhận hy sinh hạnh phúc đời thường để ngày đêm canh giữ Trường Sa và vì tất cả học sinh thân yêu thuộc huyện đảo Trường Sa đang gặp nhiều khó khăn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh mở cuộc vận động chương trình quyên góp một trường học cho học sinh Trường Sa. Hình thức quyên góp trong toàn thể cán bộ, công nhân viên, học sinh và phụ huynh trên tất cả trường học ở địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và hình thức là hiện kim cho chương trình tuyên truyền ý nghĩa của vận động vai trò của biển đảo đối với chủ quyền đất nước. Nhận thức vai trò quan trọng với ý nghĩa to lớn của cuộc vận động một trường học cho học sinh Trường Sa, trong dịp khai giảng năm học mới, trường Đinh Tiên Lý chính thức phát động cuộc vận động quyên góp trong toàn thể cán bộ, công nhân viên, học sinh và phụ huynh. Hình thức quyên góp hiện kim, đối tượng toàn thể cán bộ, công nhân viên, học sinh và phụ huynh trường Đinh Tiên Lý. Thời gian bắt đầu từ ngày hôm nay đến hết ngày thứ tư ngày 12 tháng 9 năm 2012. Các lớp sẽ được nhận được thông báo cụ thể về chương trình và tiến độ thực hiện từ thầy Huy trợ lý thanh niên. Phân công cô Trần Ngọc Cẩm nhận đóng góp từ giáo viên, nhân viên và quý vị phụ huynh tại phòng giám thị B113. Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được chuyển về cho công đoàn ngành giáo dục thành phố. Trên đây là hai phong trào trong chương trình phát động thi đua năm học 2012-2013 của trường Đinh Tiên Lý. Ban tổ chức rất mong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, quý vị phụ huynh và các học sinh nhiệt liệt hưởng ứng. Xin kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô và toàn thể các em dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công cho năm học mới. Xin trân trọng kính chào.